cả quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Đẹp cùng NTV tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị và các bạn đều đồng ý với Thu Hằng rằng nếu như mình có một vóc dáng đẹp, một gương mặt đẹp, tuy nhiên lựa chọn sai phong cách thì chưa chắc rằng bạn đã có một vẻ đẹp hoàn chỉnh, đúng không ạ? Cũng chính bởi vậy mà cái định hình một cái phong cách cho chính bản thân mình là điều rất là quan trọng để giúp các bạn tự tin hơn trong mắt tất cả mọi người. Và cùng với chương trình Đẹp cùng NTV tuần này, chúng ta sẽ cùng làm quen với nhân vật của chương trình để cùng theo dõi xem stylist chỉ nam, nhà tổng mẫu tóc Đại Thắng sẽ giúp cho nhân vật của chúng ta có một phong cách như thế nào để phù hợp với tính chất công việc của bạn ấy nhé. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Đẹp cùng NTV. Mình là Vũ Đồng Nhân, mình đến từ Con Cuông, Nghệ An. Trước đây mình từng là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Hiện tại thì mình đang kiếm được một công việc mới và chuẩn bị đi làm. Phong cách của mình thì khá là bụi bặm và thể thao. Đến với chương trình hôm nay thì mình mong chương trình có thể thay đổi cho mình được kiểu tóc và trang phục để mình có thể vừa đi chơi lại vừa đi làm một cách thật là hợp lý. Thì mình có thay đổi cho bạn Trọng Nhân. Qua tiếp xúc thì mình thấy bạn Nhân có một khuôn mặt rất là men và nam tính, nên mình quyết định chọn một cái kiểu cắt nó khác mình khác mọi khi một chút. Kiểu tóc mình chọn cho bạn Nhân là kiểu tóc Mohican. Đây là một cái kiểu tóc hot nhất của năm 2017. Tức là nó chán với nó không có rập khuôn kiểu tóc được cắt như truyền thống cách đây 2-3 năm đang hot. Và cái xu hướng bây giờ là tóc nam thường thường là tạo cảm giác các bạn nam thấy khỏe khoắn và năng động hơn. Thời tiết đang chuyển mình vào thu nên là chị sẽ muốn chọn cho em một bộ trang phục nó mang hơi hướng màu sắc ấm để phù nó vừa thời trang mà cũng vừa phù hợp với cái thời tiết giao mùa này. Trong cái bộ sưu tập của Adam Store mùa thu năm nay ấy thì là kia có hai cái màu chủ đạo, đấy là màu đen và màu xanh tinh than. Thì theo cái độ tuổi của em thì chị sẽ chọn cho em đấy là màu xanh tím than vì nó vừa trẻ trung mà ở đấy thì nó có điểm xuyết những cái đường sọc chim ấy, khi mình mặc lên thì nó sẽ rất là tôn dáng và tôn lên cái body của em, nó vừa trẻ trung mà vừa là lịch lãm.
Và các bạn thân mến, như vậy là một ngày của Đẹp Cùng NTV đã kết thúc và ban cố vấn đã giúp cho bạn Võ Trọng Nhân của chúng ta có một phong cách mới, lịch sự và phù hợp với tính chất công việc của bạn ấy hơn. Còn ngay bây giờ thì chia tay với bạn Trọng Nhân, chúng ta sẽ cùng đến với mục với khán giả Đẹp Cùng NTV. Stylist Đại Thắng sẽ đưa ra cho các bạn nam một vài gợi ý về xu hướng tóc mùa thu 2017 này. Quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Đã bao giờ các bạn nam nghĩ rằng tại sao phải để kiểu tóc giống nhau khi bạn có thể tạo những kiểu tóc khác biệt? Và đây chính là những gợi ý của chúng tôi. Thời trang tóc năm nay, đó chính là sự lên ngôi của những kiểu tóc nam đẹp, đơn giản, trẻ trung và dễ ứng dụng. Trong đó có kiểu tóc Mohican. Kiểu tóc này đã được khá nhiều sao nam lăng xê từ những quý ông lịch lãm như là David Beckham cho đến chàng ca sĩ tiền Justin Bieber hay Zayn Malik của One Direction. Kiểu tóc nam Mohican đẹp cạo hai bên đón thu 2016 vẫn đang là một xu hướng tiếp tục làm mưa làm gió được các chàng trai của chúng ta lựa chọn bởi sự khỏe khoắn, trẻ trung mà kiểu tóc nam đẹp này mang lại. Cùng với kiểu tóc này, chắc chắn rằng bạn cũng sẽ trông rất lịch lãm và lịch sự hơn với các cô đồ của mình. Một trong những kiểu tóc mà cũng được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích hiện nay đó chính là kiểu tóc Hàn Quốc. Kiểu tóc này sẽ hợp với những bạn có khuôn mặt trái xoan, dài và hơi tròn. Chắc chắn rằng nó sẽ giúp bạn có một vẻ ngoài giống với những ca sĩ hay là diễn viên Hàn Quốc đấy. Một điều rất đặc biệt mà nhiều bạn trẻ nam yêu thích kiểu tóc này đó chính là tính linh hoạt và đa dạng, bởi vì bạn có thể tạo được khá nhiều kiểu tóc với two block bằng các dụng cụ tạo kiểu như là máy nạt tóc hay là máy sấy. Một kiểu tóc đẹp sẽ mang lại cho các bạn sự tự tin và sức hút đối với người đối diện. Cũng chính bởi vậy, hãy đừng ngần ngại thay đổi kiểu tóc của mình để giúp cho chúng ta tự tin hơn các bạn nam nhé. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình Đẹp Cùng NTV tuần này, Thương muốn gửi tới cho các chàng trai của chúng ta một bức thông điệp. Đừng nghĩ rằng việc làm đẹp chỉ dành cho các bạn gái thôi các bạn nhé. Các bạn nam của chúng ta cũng rất cần làm đẹp đấy. Chỉ cần các bạn thay đổi kiểu tóc của mình, lựa chọn cho mình những trang phục thật phù hợp thì chắc chắn rằng các bạn sẽ trông lịch sự hơn và sẽ lọt vào tầm ngắm của nhiều cô gái xinh đẹp hơn, đúng không nào? Và chia tay với tất cả các bạn ở đây, hãy đừng quên địa chỉ của chúng tôi: Đẹp Cùng NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, hoặc một trong những cách nhanh nhất để cùng kết nối với chương trình đó chính là qua fanpage Đẹp Cùng NTV. Còn bây giờ Thu Hằng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.